Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe câu chuyện đức tin có tựa đề là Bàn tay của mẹ. Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận hay không nhận anh ta. Và ông thấy từ học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt, và năm nào từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học cũng đều xuất sắc. Không năm nào mà chàng thanh niên này không hoàn thành vượt bậc. Viên giám đốc hỏi, anh đã được học bổng của những trường nào? Chàng thanh niên đáp, thưa không. Thế cha anh trả học phí cho anh đi học sao? Cha tôi chết khi tôi vừa mới 1 tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí. Viên giám đốc lại hỏi, mẹ của anh làm việc ở đâu? Chàng thanh niên đáp, mẹ tôi làm công việc giặt áo quần. Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho ông ta xem. Chàng thanh niên có 2 bàn tay mịn màng và hoàn hảo. Viên giám đốc, vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không? Chưa bao giờ. Mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi. Chàng thanh niên đáp. Viên giám đốc, tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi. Đến lúc ấy thì chàng thanh niên có cảm tưởng là công việc tốt này đang sẵn sàng là của mình. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với mẹ và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng trai cảm thấy có điều gì đó khác lạ, với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn. Bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem. Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới có dịp khám phá đôi tay mẹ mình. Đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng từ bao nhiêu lâu nay. Những vết bầm trong đôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả dài đằng đẵng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng. Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại cho mẹ. Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu. Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới trụ sở công ty. Viên giám đốc còn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên. Ông hỏi, anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không? Chàng thanh niên đáp, tôi lau sạch đôi tay của mẹ và cũng giặt hết phần áo quần còn lại. Cảm tưởng của anh ra sao? Thứ nhất, bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn. Không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức được rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi hiểu sâu xa được tầm mức quan trọng và giá trị của liên hệ gia đình. Viên giám đốc nói, đây là những gì tôi cần tìm thấy ở nơi con người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận. Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền.
Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày mỗi được cải tiến. Thưa quý vị, một đứa bé luôn luôn được che chở và có thói quen muốn gì được nấy, có thể sẽ phát triển tâm lý đặc quyền. Và nó sẽ chỉ luôn luôn nghĩ đến mình nó trước tiên. Nó sẽ thờ ơ về các nỗ lực của cha mẹ trong suốt thời gian nuôi dưỡng nó thành người. Khi làm việc, nó giả thiết rằng mọi người phải vâng lời nó. Và khi trở thành một quản trị viên, nó có thể sẽ không bao giờ biết đến sự chịu đựng của các nhân viên dưới quyền và luôn sẵn sàng đổ thừa cho người khác những khiếm khuyết và sai sót trong sinh hoạt của công ty. Đối với loại người này, họ có thể học giỏi, có thể thành công một thời gian ngắn, nhưng thật sự trong đời họ sẽ không bao giờ họ có cơ hội thực sự cảm nhận được ý nghĩa của thành tựu. Họ sẽ cằn nhằn, lòng họ luôn chất đầy oán ghét và đấu tranh để có được nhiều thứ cho mình. Nếu chúng ta thuộc loại cha mẹ chuyên bao che con cái như thế này, phải chăng chúng ta đang cho chúng thấy tình thương của cha mẹ, hay là đang tàn phá chúng, tạo điều kiện cho chúng phát triển tối đa tính ích kỷ vô nhân? Bạn có thể cho con cái bạn sống trong những căn nhà lớn, ăn thức ăn ngon, học dương cầm, xem tivi màn ảnh rộng. Nhưng khi chúng ta cắt cỏ, xin bạn vui lòng cho chúng cùng làm việc đó. Sau bữa cơm, hãy để chúng rửa chén bát cùng với anh chị em chúng. Không phải vì bạn không có tiền để mướn người làm trong nhà, nhưng bởi vì bạn nên thương con đúng cách. Bạn muốn chúng hiểu rằng bất kể cha mẹ giàu có cỡ nào, một ngày kia, tóc chúng ta rồi cũng sẽ bạc như mẹ của người bạn trẻ kia. Điều quan trọng nhất là con cái của bạn có học để hiểu biết hơn về thái độ chân thành của một con người sống ở đời, và tự khả năng của chúng phải biết cùng làm việc với những người khác để hoàn thành mọi công tác mà chúng gặp phải trong cuộc sống. Lời Đức Chúa Trời bảo, hãy huấn luyện trẻ con đường chúng nên theo, để khi về già chúng cũng không đi lạc. Châm ngôn đoạn 22 câu 6. Câu gốc suy gẫm: hãy lắng nghe cha con là người sinh thành con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả. Châm ngôn đoạn 23 câu 22. Muốn thật hết lòng. Thank you.